Đại diện tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico cho biết sau khi mở cửa ngành năng lượng nước này cho tư nhân gia nhập, tập đoàn quốc doanh vẫn nắm vai trò chủ đạo. CEO của Pemex nói rõ có một số lĩnh vực trong ngành năng lượng mà tập đoàn này không muốn có thêm đầu tư nước ngoài. CEO của tập đoàn Pemex cho biết là quyền điều hành sẽ được phân bổ lại trong cuộc họp diễn ra vào nửa đầu năm sau. Tuy nhiên, Pemex sẽ giữ toàn quyền phát triển dầu khí như từ trước đến nay. Việc tái cơ cấu Pemex là động thái đầu tiên sau khi Quốc hội Mexico chính thức thông qua quyết định mở cửa ngành dầu khí nước này cho đầu tư nước ngoài. Pemex có thể tăng cường khai thác và sản xuất dầu thô tại bờ và ngoài khơi vùng vịnh Mexico, cũng như phối hợp với các tập đoàn nước ngoài. Trong một số lĩnh vực, Pemex vẫn là nhà sản xuất độc nhất và chúng tôi không muốn chia sẻ với các công ty khác, bởi vì một mình chúng tôi cũng đủ hoạt động tốt rồi. Cũng cần có nhiều cơ hội khác để hợp tác với nước ngoài, nhưng đó là chuyện khác. Tuy nhiên, có hai chuyện phải làm rõ, đó là khi nào chúng tôi giữ quyền điều hành, khi nào không. Có rất nhiều cơ hội, nhưng tôi phải nói rằng là không phải cơ hội nào chúng tôi cũng trao đi. Cơ hội mà Pemex nói tới chính là vùng vịnh Mexico. Nói về sản lượng thì hàng tá các hãng dầu khí đã sản xuất ra hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bên ngoài lãnh hải của Mexico. Rất nhiều hãng dầu khí nước ngoài đang hoạt động tốt trong khu vực, nhưng đó không phải là tất cả. Trong phân khúc dầu thô nhẹ thì chúng tôi không cần đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu để thúc đẩy phát triển thì tôi nghĩ trong ngắn hạn chúng tôi sẽ cân nhắc. Có vẻ như luật mở cửa ngành năng lượng chưa phải là tất cả để rộng đường cho tư nhân tham gia vào. Hiện các nhà làm luật Mexico đang lên kế hoạch cho một dự luật thứ hai cũng trong ngành năng lượng, nhưng hướng theo phù hợp với hiến pháp.